thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng mùng 4 tháng 4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến, vận chuyển vật liệu xây dựng ở huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng. Cùng đi với đồng chí Bí thư tỉnh ủy có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn đã tới kiểm tra tại khu vực khai thác vật liệu xét phục vụ sản xuất xi măng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuân thành thuộc xã thanh hương thanh liêm quy trình sản xuất vật liệu xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tiến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải long cùng một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng thuộc khu vực phía tây sông đáy huyện thanh liêm khu vực khai thác vật liệu thuộc xã thanh sơn huyện kim bảng tình trạng chuyên trở vật liệu trong các khu vực khai thác trước khi ra tuyến đường giao thông qua kiểm tra thực tế đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại hạn chế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gia tăng ô nhiễm môi trường có biện pháp xử lý nghiêm minh kiên quyết đối với những hành vi vi phạm trước mắt đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành tập trung chỉ đạo một số đơn vị khai thác sản xuất vật liệu chưa bảo đảm những biện pháp bảo vệ môi trường cần khắc phục ngay nhất là với các đơn vị nghiền sàng đá chưa làm hệ thống nhà xưởng có mái che, phải lập tức xây dựng nhà xưởng, hạn chế tối đa việc phát tán bụi đá ra môi trường. Đối với xe tải chuyên chở vật liệu ra khỏi khu vực khai thác vật liệu, phải che chắn và bảo đảm đúng tải trọng, không để tình trạng vương vãi vật liệu trên tuyến đường dân cư ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân. Chiều mùng 5 tháng 4, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2022. Quý 1, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa nghệ thuật, nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ đảng viên nhân dân, bảo đảm kịp thời. Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo quý 2, cơ quan tuyên giáo các cấp cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan tuyên giáo cấp trên, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, tập trung tham mưu chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo đề ra. Cụ thể, tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, cấp ủy các cấp bảo đảm đúng thời gian, chất lượng. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đợt 1. Cùng đó, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy về công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm và biểu dương mô hình tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022 bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của chính phủ hiện nay, ngành y tế đang tích cực chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Tại Hà Nam, theo cập nhật từ Sở Y tế, tính đến ngày 5 tháng 4, toàn tỉnh đã tiêm 1.771.723 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó mũi 1 – đạt 99,63%, mũi 2 đạt 99,06%, mũi 3 đạt 93,69%. Đối tượng trên 65 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi đạt 97,69%, đối tượng trên 50 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi đạt 97,02%. Đối tượng từ 12 đến 14 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 98,23%, mũi 2 đạt 95,89%, đối tượng từ 15 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 99,60%, mũi 2 đạt 95,72%. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hiện Sở Y tế Hà Nam vẫn chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định, chuẩn bị các điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian tiêm phụ thuộc vào thời gian Bộ Y tế phân bổ vaccine dự kiến trong tháng 4 2022 sẽ tiêm mũi 1 và đầu tháng 5 2022 tiêm mũi 2. Chuẩn bị cho công tác tổ chức SEA Games 31 tại địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh vừa tiến hành ra soát, đánh giá cơ sở vật chất, một số khách sạn trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ chỗ lưu trú, ăn nghỉ của các quan khách và các đoàn vận động viên. Theo đó, hai khách sạn ở Phủ Lý là Mường Thanh Luxury Hà Nam và Vinpearl Phủ Lý được chọn tiếp đón quan khách và các đoàn tham dự môn Fushan Nam Nữ SEA Games 31 tổ chức thi đấu tại Hà Nam. Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam sẽ là nơi ăn ở tập trung của 10 đội bóng Fushan, 5 đội bóng nữ, 5 đội bóng nam với khoảng 250 vận động viên. Còn khách sạn Vinpearl Phủ Lý là nơi lưu trú của các quan khách trong nước và quốc tế đến dự và tham gia tổ chức điều hành giải đấu. Ban tổ chức trung ương, lực lượng trọng tài, giám sát, hiện tại các khách sạn đều bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ ăn uống những món ăn Âu Á, món ăn cho vận động viên, người theo đạo hồi, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu phục vụ chu đáo các đoàn về thi đấu, khách sạn Vinpearl Phủ Lý với 180 phòng nghỉ cũng là nơi lưu trú của các quan khách, ban tổ chức trung ương, trọng tài, giám sát, tham gia tổ chức điều hành môn bóng đá nam tại thành phố Nam Định. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Lục vừa hoàn thành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên tuổi 17, sinh năm 2005. Theo đó, qua giả soát, toàn huyện Bình Lục có trên 1.000 thanh niên tuổi 17, trong đó 963 thanh niên thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, 9 thanh niên thuộc diện miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, 37 thanh niên không có mặt tại địa phương do cả gia đình đi làm xa, tại các điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn trong toàn huyện đã hướng dẫn kê khai và sàng lọc sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thông qua việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 góp phần chủ động cho công tác tuyển quân năm 2023 tại địa phương. Theo ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Phủ Lý, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản giao cho các đơn vị phối hợp tổ chức thí điểm xây dựng không gian văn hóa ẩm thực trên địa bàn nhằm thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt. Theo đó, từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày thứ Bảy, 16 tháng 4 và 23 tháng 4, thành phố phủ lý rất thí điểm tổ chức các hoạt động không gian văn hóa ẩm thực tại một phần tuyến đường biên hòa và đường châu cầu, mục đích là nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch ẩm thực, làng nghề tiêu biểu của Hà Nam đến đông đảo người dân và du khách thập phương được biết. Sau hai tối tổ chức không gian văn hóa ẩm thực trên hai tuyến đường trung tâm của thành phố vào tối ngày 30 tháng 4 năm 2022 thành phố sẽ phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức chương trình Canavan Đường Phố tại thành phố Phủ Lý. Đây sẽ là hoạt động văn hóa nổi bật trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay của thành phố Phủ Lý. Thực hiện năm an toàn giao thông quốc gia năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần thứ nhất. Giải chạy vì an toàn giao thông lần thứ nhất dự kiến tổ chức tại Chùa Tam Trúc, thị trấn Ba Sao Kim Bảng trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4 2022. Theo ban tổ chức, giải năm nay ước thu hút khoảng 1.000 người là vận động viên nam nữ chuyên nghiệp hoặc phong trào trong nước và quốc tế, cán bộ công nhân viên chức các lực lượng quần chúng lao động đang công tác trên địa bàn tỉnh tham gia cự ly chạy 42,2 km, 21,1 km, 10 km và 5 km. thưa quý vị và các bạn bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo